Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn cách làm cái món bánh bông lan gato. Đây là chiếc bánh mình vừa mới nướng ở cái lò nướng ở gia đình nhà mình xong. Màu sắc thì rất là bắt mắt nhá, mà xốp mềm, không bị cháy và độ ngọt thì cũng vừa phải ạ. Đây các bạn xem đây miếng bánh đi nhá, nó cũng mà nở đều, nó xốp này và mình bóp tay đấy núng na núng nính ấy, rất là mềm nhá. Đây thì là gọi là bánh gato cũng được, bông lan cũng được, mà cách làm thì nó cũng rất là đơn giản thôi ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi mình giới thiệu cho các bạn biết nguyên liệu và cách làm nhé. Trước hết đây là mình giới thiệu các cái dụng cụ để làm bánh nhé, gồm có thìa dĩa này, rồi là máy đánh trứng này, phới. Tiếp đến là có bơ, thì chỗ này là mình có 30 g bơ nhạt, mình cho ra cái bát này và mình lấy thêm 30 ml sữa tươi. Có đường cũng được mà không có đường cũng được ạ. Đây, mình lấy 30 ml sữa tươi, có đường của mình là có đường. Mình sẽ đổ lẫn vào cái bơ này, sau đó mình cho lên trên nồi, mình đun cách thủy một lát để cho nó tan ra và mình để cho nó nguội. Tiếp đến là mình sẽ có 3 quả trứng gà, mà trứng gà này để ở nhiệt độ phòng nhé, không để ở trong tủ lạnh đâu. Thì mình sẽ đập ra, mình lấy cái lòng trắng và cái lòng đỏ thì mình để riêng ra để lát nữa mình cho vào sau. Mình sẽ đánh bằng cái lòng trắng trước. Đấy, các bạn đập trứng nhẹ nhàng ra để giữ được cái lòng đỏ nó nguyên lành như thế này. Để tí nữa mình chỉ việc đổ vào cái bát bột thôi. Sau khi đập tách được 3 quả trứng gà xong rồi thì mình sẽ đi mình lấy cái máy đánh trứng, mình đánh cái lòng trắng trước nhé. Đầu tiên là mình sẽ đánh ở cái tốc độ thấp trước để cho nó đánh đều lên. Làm bánh bông lan mà có cái máy đánh trứng như thế này nó rất là tiện các bạn ạ, đánh nó nhẹ mà nó nhanh, dễ đánh hơn. Chứ còn nếu mà không thì đánh bằng cái phới, đánh bằng phới thì nó sẽ không được bông như thế này. Nếu mà mình không bông được thì đến khi mình làm cái bánh nướng xong nó sẽ bị bết lại, nó không không bông, nó không xốp. Đấy, bây giờ mình sẽ tăng lên đến tốc độ thứ ba và thứ tư, cứ đều tay mình đánh như thế này thì một lát nữa nó sẽ bông hết lên. Sau khi mình đã đánh được bông rồi thì cái chỗ này mình chuẩn bị là đi 80 g đường. Hôm nay mình sẽ làm bằng cái đường mía, màu nó hơi đỏ đỏ một chút ạ. Mình đổ vào một nửa trước, lấy cái đũa mình khoắng cho nó đều lên, sau đó mình lại dùng cái máy đánh trứng mình đánh để cho nó tan đường và nó trộn lẫn cái đường vào đây. Mình sau đó thì mình đánh xong đường thì mình sẽ cho từng cái lòng đỏ trứng một vào đây.
từng cái lòng đỏ một nhá. Đấy, mình cho vào đây và mình vẫn cứ lấy cái máy đánh trứng mình đánh để cho nó tan cái lòng đỏ trứng vào trong cái bát bột này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, nó đã lên màu rất là đẹp rồi đây. Mình sẽ tiếp tục đánh, đánh để cho đến khi nào mình cảm thấy nhá, để nâng cái máy đánh trứng lên ý, thì là nó cái dòng chảy của nó là nó đặc lại, nó đứt đoạn từng đoạn một thì mới được. Còn nếu nó vẫn chảy theo cái dòng dòng ấy thì có nghĩa là bột của mình chưa đạt được đâu ạ. Đấy, như thế này là vẫn chưa đạt lắm, cho nên là mình tiếp tục phải đánh thêm một lúc nữa. Đấy, bây giờ thì mình nhấc lên đấy, nó đặc rồi đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, nó đứt đứt từng đoạn một, đứt từng đoạn một thì có nghĩa là bột của mình được rồi. Đấy là cái kinh nghiệm làm bánh như thế ạ. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái máy đánh trứng ra và mình sẽ đi mình trộn bột vào đây. Bây giờ mình sẽ cho bột nhá, chỗ này của mình là có 90 gram bột mì đa dụng. Thì mình đã phải dùng cái dây mình dây rồi. Mình sẽ cho vào cái đĩa bát bột này một nửa trước. Và mình trộn lên, trộn đều lên và chỉ trộn theo một chiều kim đồng hồ, xuôi chiều kim đồng hồ thôi. Các bạn nhé, không được đảo đi đảo lại nhiều đâu, nó sẽ vỡ cái liên kết ra. Đấy, mình chỉ đảo theo đúng một chiều kim đồng hồ này thôi. Nếu như là các bạn trộn bằng cái thìa này cũng được, hoặc nếu không ấy thì là mình trộn qua cái bột vào đây, sau đó mình lại lấy cái máy đánh trứng mình đánh tiếp thì nó sẽ rất là đều, và lát nữa thì cái bánh của mình nó sẽ rất là ngon mà nó không bị vón. Tiếp theo mình sẽ đổ hết cái bột mì vào đây và mình cũng lại trộn y xì như ban nãy, trộn đều lên theo chiều kim đồng hồ. Trộn đến đâu thì mình lại vét ở cái thành bát xuống để cho nó đều nhé. Nếu không thì là cái xung quanh thành bát nó sẽ bị cứng hơn nên nó khô. Mình sẽ đổ một ít vào đây, một ít vani thơm, mấy giọt vani thơm. Cái bát bơ và sữa tươi vừa mới nãy mình làm tan ra đấy, để cho nó nguội rồi, thì bây giờ mình sẽ đổ vào cái bát bột này và mình lại tiếp tục mình trộn đều lên để cho nó thấm hết vào đây. Thế thì bây giờ là đến cái công đoạn là mình sẽ chuẩn bị khuôn và mình đi nướng bánh. Trong thời gian này thì mình sẽ đi mình bật lò nướng lên để cho nó nóng lò trước. Mình sẽ bật lên ở 150 độ C trong vòng thời gian là 10 phút. Đấy, thì là mình sẽ đi mình làm cái khuôn nhá. Thì mình sẽ có một cái khuôn như thế này, là mình làm 3 trứng thì nó hơi bị vỡ. Đấy, sau mình sẽ làm 4 trứng xem nó có đầy được cái khuôn này không. Mình sẽ lấy một ít dầu ăn này, mình quét hết xuống dưới đáy của cái khuôn này để lát nữa mình lấy bánh cho nó dắp. Tiếp đến là mình sẽ cắt một cái miếng giấy A4 bằng với lại cái đáy, bằng với lại cái phần trong của cái đáy khuôn này. Nếu như là các bạn có cái giấy thấm dầu ấy thì cũng được thôi, nhưng mà nhà mình có cái giấy đấy thì mình cứ làm như thế này thôi. Mình sẽ thấm hết cái miếng giấy vào cái dầu ăn này để đến khi mà mình lấy bánh ra ấy, nó dốc. Đấy, còn xung quanh ấy thì mình cũng cắt đôi cái tờ giấy A4 ra và mình nối vào với nhau để mình làm một cái thành xung quanh cái khuôn này, thì đến lát nữa mình lấy bánh ra là nó sẽ không bị dính vào cái thành khuôn.
vào cái khuôn này thì mình lấy giấy ra nó dễ, và mặt thứ hai thì là tiếp xúc với bánh thì mình bóc ra nó cũng dễ hơn. Và bây giờ mình sẽ cuộn cái tờ giấy này vào xung quanh cái thành của cái khuôn nhé. Đấy, mình sẽ vòng lại được một vòng rưỡi đấy. Thì mình cũng không muốn cắt ra mà mình vẫn cứ để luôn ở đây cũng được. Vậy là mình đã lót cái giấy vào khuôn xong rồi nhé. Mình đã để cái bột trong thời gian 10 phút ở đây để cho nó đàn hồi, nó sẽ đàn hồi, nó có cái sự đàn hồi. Và bây giờ mình đảo lại lên một lần nữa, sau đó mình sẽ đổ vào khuôn này. Mình sẽ rót nhẹ nhàng vào khuôn này và vét hết nó xuống, không có nó lãng phí. Thế sau khi mình đổ hết cái bột vào cái khuôn này rồi nhá, thì mình sẽ cầm mình dỗ đi mấy cái liền để cho nó có cái sự đàn hồi từ trên xuống dưới. Rồi mình sẽ lấy một cái đũa nhỏ nhỏ, mình khoáng đều nó lên để cho nó hết cái bọt khí. Thì tí nữa cái bánh của mình nó đàn hồi đều, nó xốp mà nó sẽ không bị dỗ. Đấy, nó sẽ không bị chỗ thì phồng, chỗ thì dẹp. Sau đó thì mình lại dỗ thêm mấy lần nữa. Đấy, mình lại dỗ lên cho nó đàn hồi đều hết. Rồi là mình sẽ cho lên lò mình nướng. Bây giờ mình sẽ cho lên lò nướng ở mức 150 độ trong thời gian 20 phút nhé. Sau đó thì mình sẽ nướng ở 130 độ trong thời gian là 30 phút. Sau đó, sau 30 phút đó thì mình sẽ để ở trong lò nướng khoảng 10 phút nữa thì mình mới cho bánh ra ngoài. Và bây giờ thì cái bánh của mình nó đã được rồi, mình đã để ở trong lò 10 phút rồi. Và bây giờ là mình sẽ cho bánh ra ngoài. Đây này các bạn nhìn thấy chưa, nó vàng đều nhá, không bị cháy mà rất là thơm. Mình sẽ để bên ngoài một lúc nữa để cho nó hơi nguội nguội. Sau đó là mình sẽ úp ngược vào cái đĩa này thì nó sẽ róc cái bánh ra. Đây, bây giờ là mình sẽ úp ngược. Đấy, úp ngược các bạn ấy vào cái đĩa này. Thế rồi mình sẽ dỗ dỗ cái khuôn xuống một lát là mình sẽ nhấc được cái khuôn ra, bánh nó nguội. Đấy, nó sẽ róc ra. Mình lấy được cái khuôn ra rồi. Ôi, nhìn cũng đấy, hay hay rồi các bạn ạ. Thích quá, lần này mình mới chinh phục được cái món bánh này và mình mới chinh phục được cái lò nướng của nhà mình. Bước tiếp theo thì mình sẽ bóc cái miếng giấy lót ở dưới đáy của cái khuôn ra thôi. Thế là mình được món bánh bông lan gato đây rồi. Tuyệt vời quá. Ồ, đây các bạn ơi, thích quá. Mình thích quá. Đây là nó mềm này. Đấy, xung quanh thì vàng đều nhá, không bị cháy chỗ nào mà rất là thơm ạ. Cái bánh này nếu lần sau thì mình sẽ học cách để trang trí chữ bằng kem tươi lên trên cái mặt bánh này. Còn hôm nay thì mình mới chỉ làm được cái bánh bông lan gato như thế này thôi ạ. Nhưng mà mình đã thấy rất là hài lòng rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy cái dao mình cắt ra để mình xem cái chất lượng bên trong nó như thế nào nhé. Đây, miếng bánh của mình đã cắt ra được rồi đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó mềm, xốp mà lại không bị dính, không bị khô, không bị bết nhá. Núng na, núng nính ấy, rất là ngon.
Mỗi bữa sáng thì mình chỉ cần hai miếng bánh như thế này với lại một cốc nước mát nữa. Thế là ổn cho bữa sáng rồi ạ. Và như vậy là mình đã chia sẻ xong các bước để làm một chiếc bánh bông lan gato như thế này rồi các bạn ạ. Mình tự tay làm ở nhà thì nó vừa sạch vừa đảm bảo vệ sinh mà lại cũng kinh tế nữa. Nếu mà trong gia đình nhà mình hoặc là bạn bè mà có ai là chuẩn bị sinh nhật đấy thì mình có thể tự tay làm chiếc bánh như thế này để tặng cho những người thân yêu trong gia đình cũng rất là tuyệt vời ạ. Và bây giờ thì mình xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo nhé.